Viên ăn ngon GG thì giá của sản phẩm là bao nhiêu, mua hàng chính hãng ở đâu và sử dụng sản phẩm này có hiệu quả và an toàn hay không? Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc cho các bạn về cái sản phẩm viên ăn ngon GG. Đấy, ăn ngon ngủ ngon GG nha mọi người. Đấy, GG đấy. Đấy. Thì các bạn biết rồi, thì hiện nay thì có rất là nhiều những cái loại mà giúp cho mình là ăn ngon ngủ tốt, là tăng cân đều. Tuy nhiên thì các bạn thấy là nhiều khi ấy, là chúng ta quan tâm nhất đó là cái mức độ an toàn và cái mức độ hiệu quả của nó có thực sự là cao hay không. Thì đó là cái điều mà hầu như là chúng ta ai cũng quan tâm hết. Và đối với cái dòng sản phẩm viên ăn ngon GG này thì các bạn thấy là cái giá thành ấy, mình thấy là các bạn rất là quan tâm về giá. Thì hiện tại giá niêm yết của công ty nó sẽ là 850.000 nha mọi người. Đó, giá thành mình thấy là nó cao hơn rất là nhiều, cao hơn so với những cái loại mà tăng cân khác trên thị trường. Tuy nhiên thì chưa vội nói đến cái giá, nếu mà so sánh về chất lượng thì các bạn thấy là số chất lượng số 1 hàng đầu luôn, nên là nó sẽ cân xứng với cái giá mà nhà sản xuất đưa ra nha mọi người. Thứ nhất là các bạn sẽ được một hộp ăn ngon GG, và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ được một hộp tặng theo một hộp kèm vitamin plus. Và các bạn thấy là một bộ đôi như vậy là các bạn sẽ thấy là mình vừa ăn được ngủ được, vừa bổ sung vitamin khoáng chất giúp cho cơ thể khỏe mạnh đó, rồi là giúp cho cơ thể bổ sung cung cấp đầy đủ các loại vitamin khoáng chất đấy, và vừa giúp cho chúng ta ăn ngon ngủ tốt lại đầy đủ tất cả các dinh dưỡng cho mình luôn. Nên là các bạn không sợ là mình thiếu chất này chất kia, bởi vì trong này nó sẽ cung cấp cho chúng ta đấy. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải nên kết hợp với những yếu tố đó là ăn uống và dinh dưỡng hàng ngày đấy. Dinh dưỡng nó quan trọng là số 1 rồi, ăn uống phải đầy đủ khoa học đấy. Mỗi ngày chúng ta đều phải ăn đầy đủ 4 nhóm chất nhé đấy. Rồi là các bạn thấy là nếu mà chúng ta kết hợp được với tập thể dục thể thao thì nó sẽ càng giúp cho chúng ta cơ, tăng cân. Tuy nhiên thì bạn nào ví dụ không có thời gian, hoặc là chúng ta thấy là rất là lười và không thể tập được, thì chúng ta vẫn có thể tăng cân được bình thường. Tuy nhiên thì nó sẽ không cao bằng, hoặc là sẽ không chắc cơ hoặc là bắp nó sẽ không tăng nhanh giống như mà khi chúng ta kết hợp với tập luyện nhé. Thì đối với cái viên ăn ngon GG này thì các bạn sẽ thấy là trong mỗi viên ấy thì nó sẽ chiết xuất từ quả mùi này, rồi chiết xuất từ gừng, chiết xuất từ bồ công anh, chiết xuất từ đương quy, đinh đăng, long đốm. Đó, rồi chiết xuất cam thảo, gan latin, đó một số các phụ liệu. Các bạn thấy là đối với cái thành phần này thì các bạn có thể tra lên là rất là an toàn, không hề ảnh hưởng gì đến các bạn cả. Còn đối với vitamin plus thì nó sẽ là chiết xuất từ vitamin tổng hợp từ các loại trái cây và rau củ này, rồi cam thảo, đinh đăng, nhung hưu, thảo xoắn, sâm tố nữ, collagen. Những cái thành phần này chúng ta thấy là rất là quá quen thuộc rồi. Đấy, nó vừa cải thiện hệ tiêu hóa, vừa giúp hỗ trợ tăng cân. Đấy, vừa giúp cho da dẻ đẹp và người nó khỏe, tăng đề kháng. Đó, rất là ok đúng không ạ? Loại này đối với vitamin này thì chúng ta sẽ sử dụng một viên vào trước khi ăn sáng là 15 cho đến 30 phút nhá. Tức là ngày chúng ta sử dụng một viên trước ăn sáng là chúng ta sẽ dùng một viên vitamin này đó. Còn đối với sản phẩm viên ăn ngon GG này, tùy vào cái nhu cầu của bạn, ví dụ như bạn nào muốn tăng cân cứ bình thường thôi thì các bạn sử dụng cho mình ngày một viên sau bữa ăn khoảng 30 phút. Còn nếu mà bạn nào muốn tăng nhanh hơn, tăng nhanh tăng tốt hơn đấy, bởi vì các bạn đang rất là gầy, đang rất là ốm yếu, thì bạn sẽ bổ sung cho mình là 2 viên và sau ăn 30 phút sáng tối chẳng hạn đó, thì là các bạn sẽ dùng như vậy nhé. Đối tượng sử dụng thì các bạn thấy là những bạn mà ăn uống khó tiêu này, hay bị đầy hơi này, những bạn mà chán ăn này, ăn không ngon miệng này, những bạn mà tiêu hóa kém này, hay bạn là những bạn mà gầy lâu năm thì các bạn đều có thể sử dụng được viên ăn ngon GG này. Và mình cam kết rằng là khi mà các bạn sử dụng một hộp viên ăn ngon GG này, các bạn có thể tăng được tầm từ 3 cho đến 4 cân, đó là cái mức độ trung bình. Và mình thấy là 100% khi mà cái lượng khách bên mình sử dụng ấy, mình thấy 100% là khách đều được tăng được từ cái dòng sản phẩm viên ăn ngon này hết. Nên là các bạn yên tâm là chắc chắn là các bạn sẽ đạt hiệu quả. Tuy nhiên thì có những bạn nhanh chậm, hoặc là những bạn mà tăng được ít nhiều, là nó sẽ tùy vào cái cơ thể và tùy vào cái sự hấp thụ của các bạn nữa. Đấy, mình tin rằng là các bạn, nếu mà các bạn là có cái phân đấu thì các bạn chắc chắn là sẽ tăng cân thôi. Hay là những bạn gầy mà chúng ta rất là tự tin ấy, đấy, thì rất là mất tự ti ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta sử dụng một thời gian là các bạn sẽ thay đổi nhá. Đấy, có những bạn mà dùng rất là lâu mà không bao giờ mà sợ sụt cân luôn, bởi vì cái cơ chế của nó là giúp cho mình là ăn ngon, ngủ tốt, tiêu hóa tốt.
đấy, bổ sung các loại vitamin dưỡng khoáng chất giúp cho cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng, chứ còn không có cái tác dụng là tích nước gì hết, nên là mọi người yên tâm, an toàn nhé, rất là an toàn thôi. Và công ty thì nó sẽ cho các bạn một cái thực đơn để mà các bạn kết hợp cùng đấy, thực đơn dinh dưỡng. Và chắc chắn là những bạn tăng cân, muốn tăng cân tăng cơ thì bạn sẽ có kèm theo bữa phụ rồi, bữa phụ sáng và bữa phụ chiều, thì trong này nó cũng sẽ đầy đủ những cái bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ cho các bạn luôn, nên là các bạn có thể tham khảo nhé. Đấy, còn thắc mắc cho cái viên ăn ngon GG này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 328 298, và nhớ inbox Zalo để mà được chiết khấu hoa hồng nha mọi người. Ok, xin chào cả nhà.